Với tất cả những ai đang theo dõi video này, thì dù có còn ở trên ghế nhà trường hay không, thì mình tin rằng đa phần các bạn đều đã tiếp xúc và hiểu được phần nào định nghĩa của hai từ giáo dục rồi. Chúng ta cần kiến thức để tự nuôi sống bản thân, còn xã hội thì cần những người có kiến thức, và để có mối quan hệ win-win tồn tại thì ta phải cần có giáo dục. Một hệ thống giáo dục ưu việt là thứ mà mọi quốc gia đều theo đuổi, nhất là trong chương trình giáo dục phổ thông. Thế nhưng ngay cả những quốc gia phát triển như Nhật Bản với nền giáo dục được cho là tiên tiến nhất trên thế giới thì chính nó vẫn tồn tại hàng tá vấn đề như là sự ganh đua về mặt điểm số, về áp lực học tập, bạo lực học đường hay là tỷ lệ tự tử gia tăng trong tầng lớp thiếu niên. Đấy là ngoài đời, nhưng nếu mà xét về mặt ý tưởng thì liệu ta có thể thiết lập được một hệ thống giáo dục thực sự ưu việt hay không? Cái này thì mình sẽ phân tích sâu hơn ở một video khác trong tương lai, bởi mình chỉ cần các bạn nhớ tới điều này thôi. Vì đây là chủ đề chính trong tác phẩm mà Hirode nhắc tới trong ngày hôm nay. Bảo các bạn đoán cũng hơi kỳ bởi vì tiêu đề nó lù lù ở đầu video rồi. Nên là thôi, vào việc chính thôi nhỉ. Dù cho đây không phải là một video phân tích hay là review, thế nhưng cứ như vậy mà bước vào luôn thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn ở đây không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu tiên, Yokoso Jisuryoku Shinjo Sugino Kyushisue, hay còn gọi tắt là Jujitsu, hay còn có một cái tên thuần viện là Chào mừng đến với lớp học đề cao thực lực, là một series light novel dài tập do Kinugasa Sogo sáng tác và Tomose Sunsaku phụ trách phần minh họa. Bộ truyện hiện tại đã có cho mình một phiên bản chuyển thể do Studio Lurcher sản xuất và vẫn đang tiến đến mùa thứ hai. Thì nội dung ở season 1 xoay quanh cuộc sống học đường của Ayano Koji Kiyokata, một tên nam sinh bí ẩn và luôn cố gắng che giấu khả năng thực sự của mình tại trường trung học phổ thông tầm cao Tokyo, một ngôi trường ưu việt với tỷ lệ đỗ đại học và ra trường là 100%, cùng với những đãi ngộ không tưởng cho học sinh như là miễn học phí và được cấp kinh phí sinh hoạt dưới dạng private boy, nhưng đồng nghĩa với đó thì là công cụ tuyển chọn, đào tạo và đánh giá thực lực của ngôi trường này cực kỳ gắt gao, với tôn chỉ thực lực trí thượng, tức là càng có năng lực càng cao thì mức đãi ngộ nhận về càng lớn và ngược lại. Với việc bị xếp vào lớp D, tức là lớp xếp chót theo đánh giá của trường, Ayano Koji đã phải âm thầm giúp cho lớp mình vượt qua các bài kiểm tra để bảo vệ quãng thời gian học sinh quý báu, nổi bật hơn cả trên đặt bài kiểm tra đặc biệt ở trên đảo hoang, với việc con tàu chở các học sinh năm nhất đã nhổ neo và đang trên đường trở về đất liền. Và những tưởng tất cả sẽ được nghỉ ngơi sau kỳ thi căng thẳng, thế nhưng họ vẫn chưa hề biết rằng trước mặt họ vẫn có một bài kiểm tra quan trọng khác. Bài thi hành tinh, hay trong light novel còn gọi là bài thi con giáp, là một trong những bài kiểm tra đặc biệt được tổ chức ngay sau chuyến sinh tồn trên đảo. Với việc chỉ có 25 học sinh trong mỗi lớp thì tất cả các học sinh đã được nhà trường chia thành 8 nhóm riêng biệt và được đặt tên theo các hành tinh ở trong hệ mặt trời gồm sao Thủy, Mercury, sao Kim, Venus, trái đất, Earth, sao Hỏa, Mars, sao Mộc, Jupiter, sao Thổ, Saturn, sao Thiên Vương, Uranus và sao Hải Vương, Neptune. Mỗi nhóm đều bao gồm học sinh mỗi lớp từ A đến D với số lượng thành viên của từng lớp không quá chênh lệch. Nếu mọi người vẫn thắc mắc là tại sao chia được như thế thì để mình giải thích. Tức là với sĩ số 100 người thì sẽ có 6 nhóm có 12 người, 2 nhóm 14 người và nhóm của Ayano Koji cũng là một nhóm 14 người. Mỗi nhóm tồn tại một người đặc cách và tất nhiên điều này chỉ có riêng người đó và nhà trường được biết. Ưu tiên của bài thi là những học sinh tham gia phải biết được danh tính của người đặc cách. Còn người đặc cách có thể chọn giữa ẩn mình hoặc là công khai thông tin cho cả nhóm. Tùy theo các chiến thuật mà các nhóm đó đề ra, kết quả sau 6 cuộc thảo luận của tất cả các thành viên về danh tính của người đặc cách sẽ tác động rất nhiều đến điểm cá nhân và điểm nhóm. Đó là hai đơn vị tiền tệ quan trọng nhất trong bộ truyện. Bài thi sẽ kéo dài trong 3 ngày, mỗi ngày sẽ có 2 cuộc thảo luận và xen giữa là một ngày nghỉ. Sau cuộc thảo luận thứ 6-30 phút, học sinh, tất nhiên là trừ người đặc cách, đó sẽ được gửi kết quả của bài kiểm tra cho nhà trường với nội dung là tên của người đặc cách trong nhóm đó. Kết quả 1. Nếu như tất cả các thành viên trừ bạn cùng lớp của người đặc cách đều trả lời đúng trong thời gian quy định thì mọi người đều nhận được 500.000 điểm cá nhân. Ngoài ra thì người đặc cách còn nhận được thêm 500.000 điểm cá nhân nữa, tức là của riêng người đó đã được tổng là 1 triệu điểm. Kết quả thứ 2, nó ngược lại với kết quả thứ nhất. Nếu như trong nhóm trừ người cùng lớp với người đặc cách có học sinh trả lời sai hoặc là không trả lời được thì người đặc cách chỉ nhận được có 500.000 điểm. Đây là những đáp án sẽ xảy ra nếu như tất cả các học sinh đều gửi kết quả của mình ở thời gian quy định, tức là sau 6 cuộc thảo luận. Nhưng nếu trước đó thì sao? Với trường hợp đó thì nếu trong suốt thời gian kiểm tra cộng với 30 phút sau đó, người trong nhóm có quyền gửi câu trả lời trước thời gian quy định. Điều này sẽ dẫn tới những kết quả tiếp theo. Kết quả thứ 3, nếu người không cùng lớp với người đặc cách trả lời đúng thì sẽ nhận được 500.000 điểm cá nhân và 50 điểm lớp. Đồng thời lớp của người đặc cách sẽ mất 50 điểm. Bài thi sẽ kết thúc ngay sau đó.
kết quả của người cùng lớp và người đặc cách không được tính. Kết quả thứ tư, nếu người không cùng lớp và người đặc cách trả lời sai thì sẽ bị trừ 50 điểm lớp, đồng thời người đặc cách sẽ nhận được 500.000 điểm cá nhân và 50 điểm lớp. Bài thi cũng sẽ kết thúc ngay sau đó. Kết quả của người cùng lớp và người đặc cách không được tính. Sau bài thi, kết quả sẽ được thông báo dưới dạng ẩn danh, gồm có số điểm chênh lệch trước và sau bài thi giữa các lớp và kết quả của từng nhóm dựa theo các giả định từ 1 đến 4 ở phía trên. Nhà trường sẽ trao đổi với tất cả các học sinh thông qua mail để liên kết với điện thoại cá nhân được nhà trường cấp từ trước và từ phân chia nhóm, danh tính người đặc cách cho đến cả gửi đáp án bài thi nữa. Về bản chất thì bài thi hành tinh được lấy cảm hứng từ các trò board game ẩn vai, cụ thể như đã được đề cập trong la novel là Ma Sói. Thế nhưng theo cấu trúc của các kết quả khả dĩ thì có khả năng kỳ thi chịu sự ảnh hưởng bởi một lý thuyết trò chơi nổi tiếng có tên là Song Đề Tù Nhân. Giải thích đơn giản thì giả sử có hai tù nhân bị kết tội và cảnh sát thì muốn lấy lời khai của cả hai thì chúng ta sẽ nhận được 4 kết quả sau. Kết quả 1, cả hai không khai và chịu 6 tháng tù vì không có chứng cứ. Kết quả số 2 và số 3, một người khai còn người còn lại không khai. Người khai sẽ được thả, còn người bị vạch trần chịu 10 năm tù. Kết quả thứ tư, đó là cả hai cùng khai và sẽ bị chịu 2 năm tù. Các bạn đã nghe rõ cả 4 kết quả rồi phải không? Thế thì kết quả được xem là tốt nhất, đó là kết quả đầu tiên. Thế nhưng điều này dựa vào tiền đề là cả hai tù nhân phải hợp tác cùng nhau, giống như là kết quả của một bài thi hành tinh. Còn trong thực tế thì khả năng hai tù nhân vẫn tin tưởng và hợp tác với nhau trong khi họ hoàn toàn có thể tự mình định đoạt kết quả tốt nhất thông qua hành động của bản thân, đó là điều không hoàn toàn chắc chắn được. Vậy nên lý luận trên mới được gọi là song đề. Có một điểm đặc biệt khác đó là tất cả các kết quả trong lý thuyết này là một tình huống phổ biến mà trong đó khi những gì một người này thắng được thì sẽ luôn bằng đúng tổng thua lỗ của những người khác. Có thể gọi trò chơi này có tổng bằng không. Khác với những trò chơi ẩn vai, trò nơi mà chúng ta được phân cho những role riêng và bị chia thành các phe khác nhau, thì cái bài thi này sử dụng danh tính và người đặc cách như là một thông tin có giá trị và việc che giấu hay công bố nó tùy thuộc vào bản thân họ hoặc là các thành viên trong lớp nếu họ chia sẻ với nhau. Và với việc mỗi lớp đều có 3 thành viên trở lên, nếu họ chịu che giấu thông tin cho nhau thì khả năng lộ ra ai là người đặc cách gần như là một con số 0. Bởi xác suất chỉ là 1/3, thậm chí nó còn bé hơn nếu một trong số những người còn lại trả lời sai. Tuy phần thưởng của kết quả 1 rất là hấp dẫn, thế nhưng tỷ lệ bị phản bội trong một nhóm 14 người và bị trừ điểm lớp cũng mất hết điểm tổng dành cho cá nhân rất lớn. Và kể cả nếu như mà bạn có trả lời sai thì cũng chẳng có một hình phạt nào, đồng nghĩa với động lực vạch trần người đặc cách gần như là bị triệt tiêu. Đó là lý do mà lớp A sử dụng chiến lược án binh bất động, vì nếu tất cả họ đều từ chối thảo luận thì cách biện giữa các lớp gần như là giữ nguyên và họ sẽ là những người được hưởng nhiều lợi nhất trong cuối cuộc thi này. Thế nhưng nếu như tính rộng ra thì chúng ta sẽ không chỉ có một mà là có tới 8 nhóm cùng tham gia bài thi hành tinh. Và bởi cam kết của nhà trường rằng sẽ không có chuyện bất công giữa các lớp, thế nên có thể khẳng định rằng mỗi lớp sẽ có 2 người đặc cách. Và giống như hầu hết các kỳ thi khác, các kết quả đều có thể đoán định được thông qua một quy luật rất là đơn giản mà chỉ cần thu thập càng nhiều thông tin thì bạn càng có thể suy luận được. Chuyện một vài thanh niên trong lớp biết danh tính của tất cả những người đặc cách trong lớp đó không phải là thứ gì đó khá là khó khăn. Nhưng ngay cả vậy thì cũng rất là khó để có thể rút ra được quy luật được nhà trường sử dụng. Điều này sẽ chỉ xảy ra nếu như các lớp liên kết với nhau và triệt hạ một lớp còn lại, hoặc là người đặc cách sử dụng thân phận của mình để phản bội và thu lợi cho chính họ. Đây vô hình chung trở thành một cuộc chơi rất là đơn giản, trái ngược với sự nhập nhằng nhưng thiếu động cơ của luật lệ trong mỗi nhóm, rằng ai càng biết được nhiều cái tên được chọn là người đặc cách thì sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Điều này sẽ khiến cho sách lược, công sức thảo luận và hợp tác của tất cả những người trong nhóm đều trở về là một con số không tròn chính, vì danh tính của người đặc cách đã bị lộ bởi một vài người thậm chí còn chẳng ở trong nhóm đó từ trước cơ. Như đánh giá của mình và rất nhiều người đã đọc qua light novel thì bài thi hành tinh là một trong những bài thi có cấu trúc phức tạp nhất, thế nhưng lại ẩn chứa quá nhiều lỗ hổng, từ việc thiếu động lực trực tiếp để hoàn thành cho đến khi kết quả có thể dễ dàng bị thao túng. Bởi vậy thế nên nếu mà xét theo nhiệm vụ của một kỳ thi nhằm đánh giá và nâng cao năng lực học của học sinh thì theo mình, bài thi hành tinh đã không hoàn thành được thứ mà nó vốn dĩ đã cần phải làm. Và đó là những gì mà mình muốn nói trong giải mã kỳ thi hành tinh của Jujitsu. Đó là ý kiến của cá nhân mình. Vậy nên thì các bạn có ý kiến nào khác, hãy comment ở phía bên dưới để chúng ta có thể cùng đọc và thảo luận với nhau về chủ đề này nhé. Còn nếu như các bạn lần đầu đến với Tạp Hóa Himode thì đừng quên để lại một like, một share và một subscribe, đồng thời nhấn vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh để có thể nhận được những thông báo mới nhất cho những video tiếp theo của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.